câu đố về các con vật. Đố các em nhỏ biết con này là con gì đây? Đó là con chó nhé. Hãy cùng chị đi tìm hiểu về con chó nào. Con chó là một động vật tạp ăn. Con người ăn được cái thứ gì thì nó đều ăn được cái thứ đó. Chó con rất dễ thương phải không các em? Chó nó thường rất thân thiện với những người trong gia đình. Với người lạ thì nó sủa inh ỏi hoặc khi là nó tránh mất dép. Chó mà chó người mà tẹn cả mẹ tôi thế. Nhà có gì mà đâu mà đang nghịch thì toàn là mình sang con tiếp theo nhé. Con này là con gì đây? Đó là con gà trống nhé. Chúng mình cùng đi tìm hiểu con gà trống nhé. Vứt nhẹ nhẹ, vứt đã đi. Không, đừng sẵn. Con gà trong gầy lê tê sang rồi ai ơi. Gà gầy lê tê sang rồi ai ơi. Nâng sang lên rồi, dậy lên nâng đã sang rồi ai ơi. Rừng và nâng xanh đã sang rồi ai ơi. Chú gà trọng thương dậy rất là sớm, luôn là đồng hồ báo thức cho mọi người lúc trời sáng. Thức ăn của chúng là chủ yếu là thóc gạo, ngoài ra còn có giun dễ, cọc nhãi, sâu bọ vân vân. Chúng mình cùng đi tìm hiểu con vật tiếp theo là con gì nào. Đó là con heo, hay còn gọi là con lợn. Chúng mình cùng đi xem con heo nhé. Heo cũng là động vật bốn chân, cũng là một loài ăn cả. Đó chỉ vì nó ăn cả đó. Nhỏ trừ những thứ cũng quả nó ăn không ra, hoặc là những thứ nó không ăn được. Mềm mua ăn cơm heo đất. Cầm sao cho heo mau lên. Cầm sao trên tay em.
không đòi ăn cơm, tao không đòi ăn cơm, ai chỉ cần em bé trên tay. Anh không thèm mua kem, anh không thèm mua bánh, cho heo ăn. Em để dành cho heo, em để dành heo đất 200 mỗi ngày. Tăng 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 tăng. Con để theo nhé. Đây là con gì đây? À, đó là con thỏ. Chúng mình cùng đi tìm hiểu về con thỏ nhé. Trong con thỏ thật là xinh xắn phải không các em? Với đôi tai rất là dài và một bộ lông siêu mềm mại tạo nên thành một con thỏ rất là xinh xắn. Thức ăn của con thỏ chủ yếu là lá cây. Ngoài ra nó còn ăn thêm thức ăn của chúng. Chú thỏ con ơi, chú thỏ con có bộ lông lông trắng như bông. Mắt của chú, đôi mắt của chú màu hồng nhạt như là viên kẹo. Đôi tai chú dài thẳng đứng, trông thật đẹp hay trông thật xinh. Còn cái đuôi chú đang ngoe nguậy, ôi dễ thương một chú thỏ con. Trời nắng thỏ đi tắm nắng, vươn vai thỏ rung đôi tai, nhảy tới đùa trong nắng mai. Bên nhau
bên nhau ta cùng vui. Mưa to rồi mau mau về thôi, mưa to rồi mau mau về thôi. Aha, con này có cái răng đặc biệt này. Họ thè lè ra ngoài. Con vật khác nhé. Để xem con này là con gì nào. Là con vịt. Chúng mình cùng nhớ đi tìm hiểu con vịt nhé. Con vịt thì nó có một cái mỏ dẹt để bắt mồi. Bơi tắm nước dễ dàng hơn. Nó vừa sống trên cạn và cả sống ở dưới nước. Thức ăn của chúng chủ yếu là thóc gạo. Ngoài ra nó còn ăn thêm cây cỏ, thức ăn gia cầm và một số loài côn trùng khác.
vân vân. Kéo đi. Nó đang gọi để các bạn ạ. Và nó đang cảm thấy mẹ để được thăm. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mẹ thấy hay và để thay lạc mất nhau thì các bạn hãy nhớ vào phần đăng ký nhé, để theo dõi những cái video mới nhất của mình.